An Lăng Dung. Gia thế hèn mọn thì sao, không phải đều là bị ta đùa bỡn sao? Trần Tri Họa. Không thích tôi, tôi sẽ hủy quan phối của các anh. Chương 10 17 xin bỏ qua. Phi song khiết, Hải Vương Văn xin vui lòng chờ mong, hoan nghênh bình luận để lại lời nhắn. Chương 1 Hoàng Châu cách cách ngầm hương. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 2 Hoàng Châu cách cách ngầm hương 2 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. chương 3 Hoàng Châu cách cách ngầm hương 3 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. chương 4 Hoàng Châu cách cách ngầm hương 4 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 5 Hoàng Châu Cách Cách Ngậm Hương năm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 6 Hoàng Châu Cách Cách Ngậm Hương 6 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 7 Hoàng Châu Cách Cách Ngậm Hương 7 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 8 Hoàng Châu cách cách ngậm hương 8 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 9 Hoàng Châu cách cách ngậm hương 9 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 10 Hoàng Châu cách cách ngậm hương 10 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.